chào mọi người, hôm nay chúng ta xem cách chơi đi đến top của The Sai nhé. Khắc và đi đi rừng là bổ trợ quyền năng bất diệt để kiếm, đấy là hai điểm mấu chốt của lối chơi này. Các bạn có thể tham khảo bảng ngọc và đồ quý mẫu của The Sai ở trên bảng sau. Nó ưu tiên nó tự EQW ra đấy đúng đẹp à. Thì phong cách của The Sai là khô máu hay mang thứ đốt và thực biến đi nhé. Luôn nhớ đánh thường sau khi dùng kỹ năng để kiểm tra. Ở rừng hay nhường mạng hoặc các em bất kể bạn, nhất là bạn. Ok. Thậm chí rừng không lên canh là bạn rừng ngó lên trước không sao cả, bạn có thể cân cả hai thằng nếu có thể. Đây giờ sai thì đang bước sang kim cương nên là chuyện một cân hai là một cân hai bình thường. Sau khi đã có thể kiếm thì Vitaly có thể sử dụng kim là khả năng dồn ra sức mạnh của bộ kỹ năng của mình. Đây là những sức mạnh đầu tiên mà cô đảm bảo sẽ không cần phải lấy kim. Chúng ta hãy cùng ôn lại combo cơ bản của Vitaly nhé. Nếu các bạn đã xem bên đây thì các bạn nên nhớ để lại một like, một sub cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Rồi, chúng ta đến với combo thứ nhất. Combo với W, công bình thường EQ, R, EQ và hai lần tăng trưởng. Combo cho này cho phép bạn giảm tác thương ban đầu, sau đó bắt đổi dạng để hồi máu và thêm ít thanh xa. Combo này tương đối khó đấy. Combo thứ hai là tấn công EQW. Combo là giúp ngắt hoàn cảnh của đòn đánh E và Q và nhanh hơn. Nếu bảo dạng người thì có thể giúp che được các đòn đánh của nhắm lao hoặc là đặt bẫy nhé. Đây là hai combo khá gọi là nâng cao cơ bản nhé. Còn những combo bình thường thì mình sẽ không nhắc tới. Như là Lin rất mạnh ở đầu trận và giữa trận với một hàng sau thì khả năng tác động vào trận đấu của cô được càng yếu đi. Vì vậy nên các bạn hãy cố gắng giành thế và đè được hết sức có thể. Mạnh đến sướng của mình để diệt đối thủ. Khi bạn giết là càng nhiều, bạn kẻ này đi sớm ăn trụ của bạn mạnh. Đi hoàn toàn phải đánh sâu như một đấu sĩ hoặc là đấu rỉa như một xạ thủ. Các bạn hãy tận dụng tốt lợi thế của Nidalee nhé. Ở đây The Sai cấu rỉa máu rất tốt trước khi là lao lên kết liễu Lilia. Biết mặt nạn rồi, tất cả Tanya dừng lên. Một chút là các bạn phải tìm đến trang bị có thể thay giày khai sáng bằng giày thép hoặc cái kim băng hoặc găng tay nâng giá hay trong bối gì khác thật nếu mà bên kia đối thủ quá khỏe. Và ta này thì sai ao đến đối phương một level thì không thể hạ được. Quên thì
dù sao đi nữa bạn đấm đau nhưng mà đối thủ đấm bạn cũng đau không kém đâu. Nhất là con Illyria nhá, thường thường nó là nó bật được cái mặt này. Phần cứng tốt thì gây hay gây sát thương vật lý thần tính nên nên đi phản sát thương hoặc là nên đấu thắng cắt sớm. Tuy vậy so với các tướng hiện tại meta hiện tại như Mirania, KCC và Razor ở cái top ấy thì Hidalee vẫn yếu hơn rất là nhiều. Meta này là lượt hai rất là may mắn vì về với tầm 50 máu. Được rồi, hướng dẫn chỉ vậy thôi, phần còn lại thì phụ thuộc vào các bạn nhé. Tính nào là giờ. Giai đoạn đi game Luffy luôn. Nên nhớ là đến lượt tai mà chơi như đối tốt ấy, trong danh thì để thắng của anh cũng chỉ là 2 trên 10 thôi. Cho nên bạn thì spam quá nhiều về trong danh nhé. Và đây, tai cầu kéo rất là tốt. Đến đây là kết thúc rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.